mượn bạn 20 mua giúp bà cụ tội nghiệp 2 tờ vé số cuối cùng, thanh niên trúng luôn 2 giải đặc biệt hơn 4 tỷ đồng. Wow. Đúng là cuộc đời nghèo thì lâu, còn giàu thì chẳng mấy chốc. Cho đi yêu thương, hạnh phúc sẽ tự tìm đến, giống như thanh niên trong bài viết dưới đây. Được biết trong lúc đang ngồi một mình thì chàng trai được một bà lão đến nài nỉ mua giúp 2 tờ vé số cuối cùng. Mặc dù bản thân trong túi không còn đồng nào, tuy nhiên vì thương bà cụ, thanh niên đã chạy đi mượn tiền một người bạn để mua. Những tưởng hành động ấy chỉ là giúp đỡ nhất thời, thế nhưng mọi chuyện đều không tin vào mắt mình. Khi đến cuối ngày, anh lấy 2 tờ vé số ra dò thử thì trúng ngay 2 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến hơn 4 tỷ đồng. Từ một người vui bình thường, anh bỗng không nhịn được cười khi Tết này vô cùng ấm no, tiêu tiền xả láng vì anh xứng đáng nhận được độc đắc. Đúng là cho đi yêu thương, hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Từ một bà lão nài nỉ anh mua 2 tờ vé số cuối cùng lại chính là bà tiên trong truyền thuyết khi giúp anh mang về 4 tỷ đồng. Kể từ đó, không ai còn thấy anh mượn tiền bạn mình nữa. Ngược lại, anh nhận về rất nhiều anh em bạn bè, người thân thất lạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.